Xin chào quý vị khán thính giả. Tôi xin được giới thiệu 3 kỹ thuật tiếp theo của môn pickleball. Một là trùng chân phải, mở vợt, siết bóng. Kỹ thuật tiếp theo là trùng chân trái, mở vợt, siết bóng. Thì đây là kỹ thuật phải trái của kỹ thuật volley siết bóng. Tôi xin làm lại. Trùng chân phải, siết bóng. Trùng chân trái, siết bóng. Vợt là từ trên xuống dưới. Siết bóng bên phải, trùng chân phải, mở vợt, siết bóng. Trùng chân trái, mở vợt, siết bóng. Làm lại. Trùng chân phải, siết bóng. Trùng chân trái, siết bóng. Làm sao cho chân mình không chạm bếp. Rồi. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Đúng. Ok. Trùng. Đúng rồi. Rồi. Tốt. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt rồi. Đúng rồi. Rồi. Siết chậm thôi. Rồi. Đầu tiên là tay cầm vị trí số 1 của vợt. Trùng chân trái, mở vợt, kéo vợt từ thấp lên cao. Đấy. Mở vợt, ngang đùi, tiếp bóng, kết thúc lên vai. Đấy là kỹ thuật vô lê tấn công thuận tay. Vô lê tấn công trái tay là trùng đầu gối trái, mở vợt, giật lên. Đấy. Tôi làm lại kỹ thuật vô lê tấn công thuận tay, mở vợt, tấn công, kết thúc. Đấy. Kỹ thuật tấn công trái, mở vợt, tấn công, kết thúc. Tôi xin làm lại một lần nữa. Kỹ thuật vô lê tấn công, mở vợt, tấn công, kết thúc. Kỹ thuật trái, mở vợt, tấn công, kết thúc. Đấy. Thì sau đây là xin mời các học viên chúng ta cùng thực hành kỹ thuật vô lê tấn công. Đấy, xin mời hai bạn đứng lên khu vực bếp. Một là trùng chân phải, mở vợt ngang hông này, kéo vợt từ thấp lên mang tai. Đây là kỹ thuật vô lê tấn công thuận tay. Kỹ thuật vô lê tấn công trái tay này, trùng chân trái này, mở vợt, tấn công, kết thúc sang vai bên phải. Kỹ thuật phải tay nào, mở vợt, tấn công, kết thúc. Đấy. Trái nào, mở vợt, tấn công, kết thúc. Đấy. Làm lại một lần nữa nhá. Nào, phải, mở vợt, tấn công, kết thúc. Đấy. Trái, mở vợt, tấn công, kết thúc. Tròn tay. Tròn tay. Mở rộng cái biên độ tay lên trên nữa nào. Tiếp nào. Rồi, đấy, quả đấy tốt đấy. Rồi. Rồi, tấn công trái tay nào. Chờ bóng. Ok. Đúng rồi. Tốt. Tấn công. Đúng rồi. Rồi. Kéo lên vai. Đúng rồi. Kéo lên vai. Kéo lên vai. Nào. Nhấc chân. Nhấc chân trùng lên. Nhấc chân trùng lên. Đấy. Nào. Trái tay nào. Trùng chân trái. Nhấc chân trái lên nhá. Nào. Lên. Đúng rồi đấy. Lên đi. Chờ bóng một tí. Chờ bóng một tí. Rồi. Chờ bóng một tí. Hạng tiếp. Chờ bóng một tí. Rồi.
kéo tròn lên. Nào, hai bạn thực hành cái kỹ thuật vô lê tấn công. Bạn Nhung thì kỹ thuật của bạn là khá là hoàn chỉnh. Có cái phần vị trí tiếp bóng thì là cần cho quả bóng nó bay thêm thì nó nhiều cái độ chín để mình xử lý bóng nó tốt hơn. Còn Nhung là đang tiếp bóng hơi sớm nên là nó bị vội vàng. Chờ bóng một chút để cho nó tới đúng tầm chín. Mình sử dụng kỹ thuật thì là cái cú đánh của mình nó có cái tính quyết định cao hơn, cái ghi bàn, cái điểm thắng nó lớn hơn. Vợt là vẫn cầm ở vị trí số 1, lùi chân phải về, trùng đầu gối, vung vợt, tấn công. Đấy, thì đây là kỹ thuật smart trong môn pickleball. Tôi xin làm lại một lần nữa. Một là lùi chân phải về, hai là vung vợt, ba là tấn công. Một là lùi chân phải xuống thẳng hàng với cả chân trái. Hai là vung vợt sau gáy, đưa khuỷu tay lên, vung vợt sau gáy này, chuyển toàn bộ trọng tâm lên chân trước, tấn công. Đấy. Khi tấn công xong thì là xoay cái vai đi một chút để cho vợt nó được thả lỏng tự do sang bên trái. Nào, hai bạn làm lại với tôi nào. Một, hai, ba. Đấy. Làm lại nhá. Nào, lùi này, vung vợt này, tấn công này. Làm lại lần nữa nào. Lùi chân phải về này, vung vợt này, tấn công, bước hẳn chân phải lên nào. Đúng rồi, ok. Đứng cao lên. Rồi. 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 Nào, vươn lên. Vươn vai lên. Rồi. Nào. Cố gắng nào, cố gắng nào. Ờ. Nào. Rồi. Siết bóng. Tấn công. Smart. Nào, bên trái. Bên trái, nào, siết bóng. Rồi. Vô lê. Tấn công. Ok. Smart nào. Rồi. Tiếp tục, bên trái. Siết. Rồi. Vô lê tấn công. Ok. Nào. Tốt. Một lần nữa. Siết bóng. Rồi. Vô lê tấn công. Rồi. Smart nào. Rồi. Lần nữa nào. Siết bóng. Rồi. Siết bóng bên này nữa. Nào. Siết bóng. Rồi. Vô lê tấn công gái bên. Nào, bên phải trước. Rồi. Bên trái nào. Rồi. Smart. Hai quả liên tiếp nào. Smart nào. Rồi. Siết bóng. Rồi. Nào, tấn công nào. Tấn công. Làm lại. Tấn công. Smart. Rồi. Siết bóng. Rồi. Vô lê tấn công. Rồi. Smart. Siết phải. Siết trái nào. Rồi. Vô lê tấn công phải nào. Vô lê tấn công trái. Rồi. Tiếp quả nữa nào. Vô lê tấn công phải. Vô lê tấn công trái nào. Rồi. Smart nào.
cái lỗi đầu tiên của hai bạn là lỗi tiếp bóng gần mấy đỉnh đầu, còn tiếp bóng ở trước trán. Đây, đấy, thì đây mới là vị trí tiếp bóng, còn các bạn đang tiếp sai ở gần mấy đỉnh đầu quá. Đấy, thì cái đấy là cái hai bạn phải sửa. Và cái nữa là cái mở vai, tức là khi mình vào tư thế là cái vai này, cái vai nó mở này, xong vươn hết cái vai lên để đánh vào quả bóng. Nhưng mình đang chưa vươn được vai, mình đang đánh với kỹ thuật thế này. Thì cái đấy là cái phải khắc phục để cho cái kỹ thuật nó tiến bộ dần lên, thì mình ra mình thi đấu hoặc là mình đi giao lưu các thứ là nó có cái đường nét của môn Bicarbon. Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ công nhân viên sau những giờ làm việc căng thẳng, cũng như là thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, đầu tháng 9 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên đã đầu tư xây dựng hai sân tập và thành lập câu lạc bộ Pickleball Petrolimex Hưng Yên. Sau gần 3 tháng hoạt động, thì câu lạc bộ đã thu hút nhiều người tham gia tập luyện, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho cán bộ công nhân viên. Từ khi công ty thành lập, câu lạc bộ Pickleball đến nay thì buổi chiều nào cũng vậy, sau khi kết thúc công việc kế toán của mình, chị Ngàn lại dành thời gian khoảng một tiếng để tham gia tập luyện môn thể thao này. Vì là môn dễ chơi nên dù mới được hơn 2 tháng nhưng chị Ngàn cũng đã đánh khá thành thạo. Bên mình thì không chỉ là Pickleball mà còn có cả bóng đá nam, rồi là bóng chuyền hơi nam nữ. Môn tennis thì bây giờ các anh chuyển sang Pickleball. Đấy, nó cũng nhiều phong trào lắm để bây giờ là tham gia các hoạt động mà. Chính vì thế mà làm cho cái tinh thần của người lao động rất là thoải mái. Đấy, chiều đến là anh em là chỉ có hết giờ là nhanh chóng là tham gia cái sân chơi thể thao này. Còn đối với anh Tuệ, một người đã chơi một số môn thể thao khác, nhưng khi chuyển sang chơi Pickleball, cảm thấy rất thích và bị thu hút. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà theo anh Tuệ, môn thể thao này còn mang lại nhiều lợi ích về tinh thần. Đơn vị cũng đã đầu tư 2 sân pickleball tại công ty. Đấy, thì trong thời gian chơi khoảng hơn 2 tháng thì mình thấy bộ môn này rất dễ chơi và phù hợp với cả tất cả các lứa tuổi, từ người trẻ cho đến trung tuổi hoặc như mình thì chơi rất phù hợp và rất dễ tập. Có thể thấy bên cạnh nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên còn rất chú trọng đời sống tinh thần và sức khỏe cho cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy công ty đã thành lập nhiều câu lạc bộ thể thao. Không chỉ đầu tư sân bãi để tập luyện hàng ngày, công ty còn thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu cọ sát. Đặc biệt với những ưu thế nổi trội như cách chơi đơn giản, dễ học và tính giải trí cao. Vì vậy ngay từ khi thành lập, câu lạc bộ Pickleball Petrolimex Hưng Yên đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ nhân viên ở nhiều độ tuổi, tạo nên một cộng đồng năng động và gắn kết. Câu lạc bộ Pickleball Petrolimex Hưng Yên thì bây giờ là có 26 cán bộ nhân viên là cùng chung niềm đam mê và tham gia vào câu lạc bộ, là sinh hoạt là định kỳ hàng ngày sau giờ làm việc. Đây cũng là một cái lơi để cho anh chị em có cái vừa rèn luyện là thể thao, vừa có gắn kết cái tình cảm cũng như là gắn kết cái tinh thần đoàn kết giữa người lao động ở các cái đơn vị thành viên của cái chốn Mách Hương Yên. Thế qua đó là tạo cái niềm vui phấn khởi để cho anh em có những cái động lực để làm việc và hoàn thành mọi cái nhiệm vụ và sản xuất kinh doanh của đơn vị giao cho. Đây là những sân chơi lành mạnh, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, sự gắn bó đoàn kết trong cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.